Xin chào quý vị đã đến với chương mục bản tin 24 giờ của CFS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Mình là Kim Tuyến, người đồng hành cùng quý vị để điểm qua những tin hôm nay. Với nguồn thu thuế 13 tỷ đô la mỗi năm từ tiền số, chắc chắn Nga sẽ phải cân nhắc để đưa ra những quy định luật pháp cởi mở hơn với tiền số để nuôi dưỡng nguồn thu này. Phí Ethereum giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Samsung tung ra ví tiền kỹ thuật số mới tích hợp vào các mẫu điện thoại cao cấp vừa ra mắt, giúp Samsung vượt trước Apple trong lĩnh vực thanh toán bằng tiền số. Vương quốc Anh thu giữ các NFT trong vụ án gian lận 1,4 bảng Anh liên quan đến 250 công ty giả. Nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin sau đây. Thuế từ tiền số của Nga có thể lên tới 13 tỷ đô la. Theo một báo cáo gần đây, khoảng 17 triệu người Nga có ví tiền kỹ thuật số, chiếm 12% thị phần, tương đương 214 tỷ đô la trong tổng vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số trong năm 2021. Với giá trị nắm giữ là 214 tỷ đô la, Nga trở thành một trong những nước nắm giữ tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Báo cáo ước tính rằng chính phủ Nga có thể thu được mức tiền thuế lên tới 1.000 tỷ rúp, tương đương 13 tỷ đô la từ tiền kỹ thuật số mỗi năm và 15% GDP của Nga có thể đến từ thị trường tiền kỹ thuật số. Chính vì vậy, thay vì cấm giao dịch và khai thác tiền kỹ thuật số, Nga đang tìm cách điều chỉnh ngành công nghiệp này. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đang chuẩn bị một dự thảo luật dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Dự thảo sẽ định nghĩa về tiền kỹ thuật số là một loại tiền tệ tương tự, chứ không phải là tài sản tài chính kỹ thuật số. Ngoài ra, tiền kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý theo các yêu cầu nhận dạng và các giao dịch chỉ được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian được cấp phép. Đáng chú ý là dự thảo luật mới có sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương Nga, cơ quan trước đây luôn muốn thúc đẩy một lệnh cấm toàn diện đối với tiền kỹ thuật số vì cho rằng bản chất đầu cơ của ngành này có thể đe dọa đến sự ổn định tài chính của Nga. Phí Ethereum giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Thống kê chỉ ra rằng chi phí cho mỗi giao dịch Ethereum hiện nay là 0,0052 Ethereum, tương đương 15,13 đô la. Mức này thấp hơn so với thời điểm giữa tháng 1 năm 2022. Tại thời điểm đó, phí giao dịch trung bình cho Ethereum vào khoảng 52,46 đô la cho mỗi giao dịch. Phí chuyển khoản quy mô trung bình cho Ethereum thậm chí còn rẻ hơn, chỉ vào khoảng 0,0023 Ethereum, tương đương 6,67 đô la cho mỗi lần chuyển. Đây là mức thấp nhất trong 4 tháng qua, thấp hơn 71% so với phí chuyển khoản vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Với phí giao dịch trên mạng Ethereum rẻ hơn, thì phí của mạng lớp 2 cũng ít tốn kém hơn. Theo thống kê, hiện tại 5 trong số 6 nền tảng lớp 2 được liệt kê trên L2Free.info đều có phí thấp hơn 1 đô la. Ví dụ phí của Polygon Hermes hiện nay chỉ là 0,25 đô la, phí của Arbitrum One khoảng 0,08 đô la, hay phí của Optimism chỉ là 0,83 đô la cho mỗi lần chuyển Ethereum. Việc hoán đổi mã thông báo trên các mạng này sẽ khiến người dùng tốn nhiều phí ga hơn. Tuy nhiên, phí giao dịch trung bình trên Ethereum vẫn lớn hơn 552% so với phí giao dịch trung bình trên mạng Bitcoin, hiện chỉ là 2,30 đô la cho mỗi giao dịch. Samsung đi sâu hơn về hệ sinh thái tiền kỹ thuật số. Tại sự kiện Impact năm 2022, ngày 9 tháng 2 năm 2022, Samsung đã trình làng dòng sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp nhất Galaxy Ultra S22 được tích hợp các tính năng và chức năng tiền kỹ thuật số. Tại sự kiện này, gã khổng lồ công nghệ cũng đã công bố Samsung Wallet với nhiều tính năng mới. Samsung Wallet được quảng cáo là có thể truy cập và khám phá các sản phẩm kỹ thuật số phức tạp như tiền kỹ thuật số. Ví cũng có thể lưu trữ an toàn thông tin nhận dạng cá nhân như thẻ sinh viên, giấy phép lái xe và căn cước công dân, cùng với chìa khóa nhà hoặc chìa khóa ô tô, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ lên máy bay và hồ sơ tiêm chủng. Ví thanh toán an toàn sẽ hoạt động trên nền tảng thanh toán riêng của Samsung là Samsung Pay. Hệ thống bảo mật được cung cấp bởi nền tảng NordVPN của Samsung. Nền tảng này sẽ mã hóa thông tin nhạy cảm, khóa blockchain và cách ly nó với hệ điều hành chính của điện thoại. Ví mới của Samsung được cho là đang cạnh tranh trực tiếp với Apple Wallet. Tuy nhiên, Samsung đã đi trước một bước bằng cách cho phép lưu trữ và thanh toán tài sản kỹ thuật số trong khi Apple thì chưa thể. Apple đã công bố nền tảng thanh toán tiền kỹ thuật số Tap2Pay vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 để giúp cải thiện cho hệ thống Apple Pay. Tuy nhiên, tính năng này không có hỗ trợ nào cho tiền kỹ thuật số vì Apple vẫn còn hoài nghi về crypto. Cơ quan thuế và hải quan Anh thu giữ những NFT đầu tiên trong vụ gian lận 1,4 triệu bảng Anh. Cơ quan thuế và hải quan Vương quốc Anh HMRC đã thu giữ 3 mã NFT trong một cuộc điều tra nghi ngờ gian lận thuế VAT liên quan đến 250 công ty giả mạo. HMRC là cơ quan thực thi pháp luật đầu tiên của Anh thu giữ NFT, đồng thời bắt giữ 3 người vì tình nghi cố gắng lừa đảo 1,4 triệu bảng Anh. Các nghi phạm trong vụ lừa đảo bị cáo buộc đã sử dụng các phương pháp tinh vi để che giấu danh tính như sử dụng danh tính giả, địa chỉ giả, điện thoại thông minh chưa đăng ký, mạng riêng ảo VPN, hóa đơn giả và giả danh để tham gia các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Cơ quan thuế và hải quan Anh đã thu giữ các tài sản tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 5.000 bảng Anh và 3 tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số NFT trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!